Biết niệm Phật à, à, gần hai mươi năm mà. Nhưng mà trong lòng cứ là canh cánh lo. Mình niệm Phật lâu năm như vậy mà. À, vẫn còn vọng tưởng nhiều quá khi niệm Phật. Lo à, à, chắc cái đà này mình niệm Phật không được giảng sanh. Khi ngồi nói chuyện với những đức, những Đức à, nêu lên nguyện thứ 18 cho vị này nghe. Những Đức nói rằng Những Đức cũng đọc lời chư thủ sư về những công đoạn này. Và chúng ta thường tụng kinh vô lượng thọ nguyện thứ 18. Chú nghe à, Đức Phật nêu lên nguyện thứ 18 chưa? Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta là Đức Phật A Di Đà. Chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu ta. Đến khi mệnh chung là đến lúc thọ mạng đến, chỉ cần niệm được từ một niệm cho đến mười niệm thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc đây là lời hứa của Phật A Di Đà đó. Chí tâm là từ khi biết pháp môn Tịnh độ niệm câu Phật hiệu này niệm suốt cuộc đời không thay đổi. Cũng như Hòa thượng Hải Hiền thầy của ngài dạy ngài niệm Phật, ngài niệm 92 năm. Đó gọi là chí tâm. Đã là trí tâm như vậy thì nhất định là tính ưa Tin thì mới niệm suốt cuộc đời Đạt được lòng tin Ưa là thích thế giới cực lạc Thích niệm danh hiệu ai với Đạo Phật Vì thì phù hợp gọi là trí tâm tin ưa Niệm câu ai với Đạo Phật Niệm cả cuộc đời gọi là trí tâm tin ưa Chỉ cần giữ được trí tâm tin ưa thôi Chứ Phật A Di Đà ngài không có nói rằng niệm danh hiệu của ngài phải tiêu tất cả những vọng tưởng. Việc này khó còn hơn lên chờ. Quý phải nhớ rằng là tâm chúng ta là tâm phiền não, tâm vọng tưởng mới sanh ở gọi ta bà này. Tâm vọng tưởng nên thân này cũng là thân hư hoại, thân bệnh hoạn, thăng mai như thế này mốt như thế khác y coi đúng không là do tâm tướng do tâm sanh là do tâm vọng tưởng sanh ra thăng bệnh quản đã là tâm vọng tưởng sanh ở cõi ta bà này là cảnh giới vọng tưởng cha mẹ mình cũng là vọng tưởng sanh ra sản phẩm là mình phải là vọng tưởng tất cả chúng sanh ở cõi ta bà này đều là vọng tưởng đã là quốc độ vọng tưởng thành trụ hại không vậy mà bây giờ chúng ta muốn dẹp tất cả những cái vọng tưởng khó còn hơn lên trời nếu mà là pháp môn tịnh độ mà phải niệm phật dẹp tất cả vọng tưởng không còn một chút vọng niệm gì vậy thì cái việc niệm phật giảng sanh cũng đâu phải là pháp môn dễ tu đâu phải là pháp môn dễ tu quý vị vậy thì cũng không phải nói pháp này là pháp thù thắng cứu độ vô lượng chúng sanh Vậy thì Pháp này cũng là Pháp khó tu rồi Làm sao gọi là Pháp đại thù thắng Nên Đức Phật A Di Đà ngày nêu lên là Chúng sanh mười phương là Tất cả chúng sanh đi Chỉ cần nghe danh hiệu Ngài Chí tâm tinh ưa à, nó. Hòa thượng nghe hiền là chí tâm tinh ưa đó là nghe thầy dạy niệm một câu Phật hiệu thì niệm 92 năm Niệm cả đời Bây giờ chúng ta không nói số lượng năm Mà từ khi mình gặp Pháp môn tịnh độ Là cả đời tu tịnh độ Niệm Phật không thay đổi Pháp môn Đây gọi là trí tâm tinh ưa Tiêu chuẩn ở đó quý vị Đến khi mệnh chung Thì chắc chắn quý vị sẽ niệm câu ai cho Đạo Phật Chứ làm sao Vì cả đời quý vị là niệm Phật Lòng tin Phật Cầu phát nguyện giảng sanh vậy thì cuối cuộc đời chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm Thì phù hợp và nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đã phát rồi. Quý vị nghe chỗ này một cái thì quý vị thấy rằng là chúng ta ai cũng có cơ hội có thể niệm Phật được giảng sanh hết. Chỉ cần chịu niệm câu Phật hiệu thì sẽ được giảng sanh. Gọi là cứu độ vô điều kiện. Bạn chỉ cần niệm Phật thôi. Giống như bây giờ một con người này có tâm lượng rộng lớn, quý vị chỉ cần gọi đến tên người này thì người này sẽ giúp đỡ chỉ cần gọi tên tôi tôi giúp đỡ không gọi sao tôi biết Đó. đức phật ai di đà cũng như vậy chỉ cần gọi đến tên của ngài thì ngài cứu độ mà ngài sợ chúng ta quên nên phiên chúng ta nên chí tâm tinh ưa đến lúc cuối cùng của cuộc đời mình chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm thì ngài nhất định sẽ đến tiếp dẫn Đây là lời hứa của Phật A Di Đà. Không lẽ chúng ta không tin? Phàm phu ở thế gian này mà nghe đạo, tiếp nhận một chút đạo, chúng ta nói một lời giả dối, chúng ta cảm thấy mình còn ngại ngùng. Không chi là Phật làm sao nói lời giả dối với chúng ta hả quý vị? Mà Phật nói lời giả dối với chúng ta được lợi ích gì chúng ta có cái gì đâu mà các ngài đi dụ dỗ chúng ta làm chi rồi chư tổ sư là bậc chân tu đi nói lời giả dối chúng ta làm gì mỗi ngày những đức đọc một hay công đoạn niệm phật giảng sanh quý vị nghe rất rõ ràng đây là bổ túc tính nguyện đó nên hôm qua những đức nói chuyện với cái vị đó những đức nói chú chỉ cần chân thật niệm có Phật hiểu thôi Gọi là trí tâm tinh ưa Cứ lão thật mà niệm Phật thôi Tất cả những vọng tưởng đến cứ mặc kệ nó Chú làm được Như vậy không Chú này nói được Như vậy thì con làm được Làm được thì cứ chân thật mà niệm Phật Vọng tưởng cứ mặc kệ nó Giống như những đức thường ví dụ Mình Cái lúa thì cứ lo cái lúa còn người bên kia màng cỏ thì người kia màng cỏ Chứ ai kêu chú Đang cái lúa bên đây gặp người ta mặn cỏ Cũng chạy qua Làm cái việc mặn cỏ của người ta Chú cứ lo cái lúa đi Người kia thì cứ lo mặn cỏ đi Đó. Lúa cũng như là câu ai với đạo Phật Chúng ta niệm Phật thì cứ lo niệm Phật đi Cỏ cũng như vọng tưởng Thì vọng tưởng nó phát khởi Cứ mặc kệ nè Chúng ta cứ lo niệm câu Phật hiệu của mình Tại sao mình không làm cái việc dễ Mà mình đi làm cái gì khói vậy Niệm Phật gần 20 năm Mà chỉ có bận tâm cái việc vọng tưởng thôi Mà bận tâm vọng tưởng là chấp trì vọng tưởng rồi Tuy niệm Phật nhưng lại chấp trì vọng tưởng Là bận tâm vọng tưởng Quý vị nhớ nha Quý vị bận tâm lo âu chỗ nào Có nghĩa là chấp trì chỗ đó đó Nhớ đó Bận tâm lo âu chỗ nào Thì là chấp trì chỗ đó Nên có một cái cô này Cô bị bệnh có một chút thôi mà cô cứ lo là nhớ lại ngày xưa mẹ của cô bị bệnh gan người sưng phù lên và 49 tuổi mẹ cô chết bây giờ cô mới có ba mấy tuổi cô bị nhức cái tay và cái tay cô sưng lên tự nhiên trong tâm của cô cứ là lo âu suy nghĩ không lẽ mình bị bệnh giống mẹ mình Cái tay giờ nó sưng lên Thì cô rầu rĩ cô buồn Cô cứ sợ cô lo Khi những đức biết được những đức nói chuyện với cô Những đức nói Mẹ cô là mẹ cô còn cô là cô chứ Cái ý niệm của con người Nó thay đổi từng sát na mẹ cô lúc trước không có ăn chay niệm phật cô bây giờ thì có ăn chay niệm phật mẹ cô lúc trước không có niệm phật nhiều bằng cô bây giờ thì cô biết niệm phật nên cái ý niệm của cô nó thay đổi cái nghiệp của cô từng sát na như vậy cô lo sợ cái gì mà cô biết chết thì sao không mà cô sợ cô nói dạ không vậy không sao sợ chị ạ thì cô này nói là tưởng tượng cô đi tưởng tượng cái chết để cô sợ làm chi à tại sao cô không sống những ngày tháng bình yên cái chết đến là phải đến thôi tự nhiên đi bận tâm sợ mình bệnh giống mẹ mình ngày xưa tướng do tâm sanh cái tâm như vậy nó sẽ chiêu cảm tất cả những cái nghiệp quả mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng tạo nó sẽ hội tụ đến một lúc thì tức khắc nó mang bệnh thiệt á chúng ta đừng có quan tâm những việc đó chúng ta cứ lo niệm ai với đà phật chúng ta cứ sống một ngày nay là sống một ngày rất bình yên một ngày sống rất tốt đi thì từng ngày từng ngày chúng ta là tốt dù là có bệnh gì đi chăng nữa nhờ cái tâm tốt cái tâm vui cái tâm quan hỷ đó mà nó quá giải cái bệnh đó hết nên đây là những công đoạn mà chúng sanh nhiều người chúng ta cùng nghe đó quý vị để giải mã những cái tâm lo âu buồn phiền của mình đi chúng sanh mình là thường lo những việc chưa đến thường suy nghĩ những việc đã qua việc của hôm qua cứ bận tâm mãi việc chưa đến cứ lo rầu đây là cái khổ của nhân sinh mình bây giờ mình học phật rồi thôi đừng có sống như vậy Sống những ngày tháng như vậy là sống những ngày tháng vô ích, không có ý nghĩa gì hết. Nhớ. Phật dạy mình sống trong hiện tại. Hiện tại là ngày hôm nay nè, mình nên sống vui sống tốt nè. Chứ ai đi bận tâm những ngày chưa đến, nói đây không phải là nói chúng ta không lo âu gì hết. Nhưng mà lo âu có được cái gì quý vị? Ngày hôm nay làm việc thì cứ chân thật mà làm Ngày hôm nay sống tốt thì cứ chân thật mà sống tốt Sống thiện Sống quan hỷ, sống tha thứ Không buồn giận ai Của ngày hôm nay đi Vậy thì quá đặc biệt rồi, quý vị Sống như vậy thì Đặc biệt quá rồi Vì sao không sống Những chuỗi ngày như vậy Đi sống những ngày tháng bận tâm lo âu làm gì nên Phật Pháp có thể quá giải được rất nhiều thứ trong nội tâm của mình đó quý vị. Nhưng Đức đọc một công đoạn niệm Phật giảng sanh cho quý vị nghe để chúng ta phát triển cái tính tâm. Quý vị phải nhớ. Người niệm Phật giảng sanh của chúng ta chư tổ sư đã dạy đã là niệm Phật giảng sanh thì không có sợ chết. Người sợ chết là người không có tính nguyện niệm Phật giảng sanh. Chết ai cũng sợ. Chúng ta là người biết tu cũng đi sợ. Vậy thì mình có khác gì người không tu? Cái chết sớm muộn gì nó cũng sẽ đến với tất cả. Mỗi một người chúng ta đang hiện hữu ở cõi đời này. Vậy thì cái chết nó đều đến với tất cả chúng ta Chúng ta sợ lo âu với nó Để làm chi quý vị Nên chư tổ sư khuyên mình Người niệm Phật muốn giảng sanh Thì đừng nên sợ chết Tại vì cái chết Đừng bao giờ diễn cảnh Rằng là nó quá đáng sợ Chết chỉ là chuyển một hoàn cảnh mới mà thôi quý vị à Không có gì phải sợ cả Phải tập đi thích đàm gián Họ chịu Người thờ Nam Bắc Chiều Ở Ký Châu Ông xuất gia thở bé Thờ Ngài Chúc Đạo Tổ làm Thầy Tánh Thanh Đạm Pháp Sư ăn cơm rau Mặc áo vải Giữ lực hạnh rất tinh khổ Sao lại du phương đi khắp nơi hằng pháp độ người Khi tới Kinh Châu Ngài dừng bước tịnh tu ở ngôi tăng tự tại Giang Lăng Bây giờ xuân Thu đã hơn 60 tuổi Bình sanh Nếu làm chút điều lành Pháp Sư đều hồi hướng cầu về Tây Phương Nguyện được thấy Phật Một hôm Trong khi thiền định Ngài thấy Phật A Di Đà Thăng tướng rất cao đẹp, trang nghiêm Cầm hoa sen dưới nước nơ đầu và mặt Dùng phạm âm trong thanh vi diệu bảo ta rưới pháp thủy gọi rửa chằng cấu làm cho tâm ngươi thanh tịnh khiến cả ba nghiệp đều được nghiêm sạch nói đoạn lại lấy một cành hoa sen trong bình báo trao cho sau khi xác định pháp sư tỏ bài sự sống chết vô thường cùng đại chúng và dẫn dò hậu sự Đêm đã khuya chư tăng đều lui về Liêu phòng Ngài đi chậm rãi nơi hành lang niệm Phật Đến canh năm Tiếng càng lúc càng khẳng thiết Đến sáng đệ tử y thường lệ Vào phòng thăm hỏi Thấy Pháp Sư ngồi ngay thẳng bất động Lại gần xem thì đã viên tịch Lúc ấy Ngài hưởng thọ được 70 tuổi Thờ bấy giờ lại có thích đạo hải ở Giang Lăng Thích huệ khảm ở Bắc Châu Thích đàm hằng ở Hoài Nam Thích huệ cung ở Đông Châu Thích đạo quan ở Hằng Nông Cùng phát nguyện cầu sanh cực lạc khi lâm chung Đều có điềm lành sự vãng sanh của chư đại đức kể trên gây rất nhiều tính tâm cho hàng đạo tục khi chúng ta đọc những công đoạn này để học tập với vị thì quý vị nghe người niệm phật giảng sanh nhiều lắm rất là nhiều để mỗi một người niệm phật chúng ta cái tâm nó phát tâm niệm phật giảng sanh mình không bị một số tư tưởng không hiểu biết lý luận bài xích làm ảnh hưởng chúng ta nhờ những công đoạn này nè quý vị mà chư tổ sư khuyên dịch những công đoạn này để lại cho hậu thế cũng là gì chúng sanh đời sau chúng ta nè khi coi được mà hưng khởi tính tâm niệm phật kiên cố tâm niệm phật không bao giờ dao động tâm là nhờ những công đoạn này nè quý vị vì nghe rất rõ ràng Bình sanh là Ngài Đàm Giám này là lúc bình thường mỗi ngày sống từ niệm Phật cho đến làm công đức. Là gọi là bình sanh nếu có làm chút điều lành, pháp sư điều hồi hướng cầu về Tây phương, nguyện được thấy Phật. Đúng không? Rõ ràng không? Iran là tổ sư dạy luôn quý vị. Nên á, những người niệm Phật giảng sanh chư tổ sư tuy các ngài cách nhau qua thời đại, nhưng lời dạy không khác một chút nào hết quý vị và tiêu chuẩn niệm phật người giảng sanh quý vị coi iran đều là lão thật niệm phật đều là tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc đều là cầu sanh cực lạc chứ không có cầu bất cứ một cái việc gì ở thế gian này hết ăn tổ ngày cũng nói quý vị là một chút công đức của một ngày niệm một câu vật hiệu của một ngày cũng đều đem công đức hồi hướng về thế giới cực lạc hết cầu sanh cực lạc thôi không có cầu cái gì ở thế gian này hết nhưng việc thế gian này có viên mãn tốt đẹp hay không? Vô cùng viên mãn tốt đẹp Chỉ cần cầu sanh cực lạc Thì tất cả việc thế gian đều là viên mãn tốt đẹp Yên tâm đi Những đức thấy cũng rõ ràng Những đức quanh năm cũng có cầu cái gì ở thế gian này cả Mà quý vị coi chúng năm sáu trăm người Mỗi ngày niệm Phật Cứ khuyên người niệm Phật thôi Chúng cũng có cơm ăn áo bằng ổn định quý vị Không cần phải bận tâm gì cả Không nên chúng ta tu học đó, quý vị Phải hiểu Phải nương vào lời chư thủ sư Những vị niệm Phật giảng sanh đây là Đại Bồ Tát đã giảng sanh rồi Nên chúng ta đọc những văn tự này Mình rất là yên tâm quý vị Yên tâm Và khi đoạn cuối đọc nhiều vị niệm Phật giảng sanh Để mà tăng trưởng cái tính tâm niệm Phật của mình đó quý vị nên quý vị niệm Phật giảng sanh yên tâm mà. Người niệm Phật giảng sanh Rất là đông như vậy Thì thế giới cực lạ có mới giảng sanh Đức Phật A-di-đà tiếp giảng Nên chúng ta không cần bận tâm Những cái lời ai nói cái gì Bu vơ cả kệ Không quan tâm Những người này tại vì họ không biết Thêm cái nữa họ không biết sợ Đọa địa ngục nên họ bài xích tịnh độ Những người đó Họ không có cái kết quả tốt Tại vì cái nghiệp quả của họ chứ không phải là phật tính sổ với họ mà là cái nghiệp của họ làm cho chúng sanh đi phương hướng không đúng đắn họ chỉ dẫn tầm bậy hiểu không từ nơi đó mà cái nghiệp là ngay chỗ cái tâm đó đó mình phải nghe theo lời của phật chỉ dẫn chúng sanh niệm phật là y giáo phụng hành nghe lời của phật những đức nghe một số bài giảng Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Thông Một vị mà Kim lực sư Vô cùng là nổi bật Ngài cũng tán tán tịnh độ hết lời Ngài cũng niệm Phật Tuy dạy trong trường Phật học Nhưng cũng phiên Thính chúng niệm Phật giảng sanh Những đức nghe rõ ràng mà những vị này có sức ảnh hưởng rất lớn cuộc đời của các ngài tu nhiều năm như vậy các ngài chọn không tịnh độ quý vị cứ yên tâm chúng ta phải chọn những vị lớn tuổi như vậy đó người ta góc độ sâu người ta có sự nhận thức hướng người niệm phật lợi ích vô cùng thù thắng nên mỗi một Phật tử quý vị đều có trách nhiệm dạy người ta niệm Phật khi đủ duyên. Nhớ, đều có trách nhiệm dạy người ta niệm Phật. Mình là người niệm Phật đi đến đâu gặp người đều có một cái tâm kết duyên dạy người ta niệm Phật, đều có một cái tâm như vậy. Chưa đủ duyên thì kết duyên, còn đủ duyên nhất định là gieo duyên liền không nói chứ. Nên cái người mà cái duyên kém Quý vị biết niệm Phật mà quý vị đi đến đâu quý vị cũng không biết khai khẩu dạy người ta niệm Phật Quý vị không biết dùng phương tiện dạy người ta niệm Phật Quý vị không biết tặng người ta một chiếc máy nghe Pháp Vậy là thua Không biết tu phước tu duyên Đến khi thọ mạng đến chết bất đắc kỳ tử Thì ổn một đời Thiệt là ổn một đời quý vị Lúc còn sống mà không chịu tạo phước tạo duyên Lúc chết rồi thì vô cùng là hối hận Một đời đã đi qua Ví dụ như bây giờ mình tặng người, người ta một chiếc máy nghe Pháp Người ta không nghe Quý vị có cái tâm tặng người ta một chiếc máy nghe Pháp Vậy người ta niệm Phật Bây giờ người này không nghe Cái tâm của quý vị nó cũng viên mãn rồi đó Tại vì quý vị tặng cho họ chiếc máy nghe Pháp niệm Phật Họ không nghe họ sẽ đưa cho người khác nghe Quý vị gieo duyên với họ là có công đức với họ Họ gieo duyên với người khác là họ kết duyên tịnh độ với người khác Họ kết duyên tịnh độ với người khác Thì duyên tịnh độ của họ hứng khở Phải nhớ Nên mình cứ chân thật mà gieo duyên đi Đừng có bận tâm Nếu mà bận tâm nhiều quá Là có khi không làm Trời tặng nhiều vậy mà không biết họ có nghe hay không Bận tâm chi mấy chuyện đó cho nó mệt Bận tâm nhiều việc quá Thì chắc nghĩ làm luôn quá Rồi tặng máy nghe pháp bây giờ phải lựa người để tặng Trời ơi Bây giờ quý vị biết lựa ai bây giờ Lựa chắc cả cuộc đời của mình chắc cho được mấy người Nên có những người quý vị biết rằng không có duyên rồi quý vị có gỗ quý vị muốn cho người ta cho cũng không được Cho cho cũng không được thì đừng nói chi Mà quý vị Mà nêu lên chương trình mà gọi là đặt máy vì cho cho cũng không được Quý vị thử coi phải là Có của mà có khi cho người ta cho không được không Có khi có những người mà quý vị cho đồ người ta Mà người ta nhìn quý vị người ta không dám nhận luôn Chắc nhìn cái mặt gian quá không dám nhận Không biết có để bùa trong đó không sợ quá không đã là không có duyên, có của cho người Người ta cũng không nhận Nên mình là người niệm Phật Có cái tâm kết duyên Nên nhân duyên nó duyên với chúng sanh từ nơi đó mà quý vị tặng đồ cho người ta Người ta vui lắm, người ta quý lắm quý vị Những đức đang đặt Mấy ngàn chiếc áo Phía sau những đức Để cái dòng chữ Một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng Tặng cho quý Phật thử gì chùa Khi mà làm xong Cho mỗi cô đi ra chợ Vì bận chiếc áo kết duyên với mọi người một câu ai với Đà Phật niệm đến cùng nhắc mình nhắc người Cả đời niệm một câu ai với Đà Phật này không thay đổi Chắc chắn là phải giảng sanh thôi Chỉ cần trí tâm tin ưa Chỉ cần có lòng tin kiên cố Niệm có vật hiệu không thay đổi Chắc chắn giảng sanh Nhớ. Sợ là bữa nay bạn niệm mà bạn lo Bạn nghe đầu này đầu kia đầu nọ Bạn dao động tâm Khi mà tu mà đến lúc mà tâm dao động rồi Nó tìm những cái cái câu gì đó Mà để mà mình chạy thoát Ra khỏi Phật Pháp không Đó là tâm nó dao động hoặc là nó đang hướng đến cái chặng cảnh gì Bắt đầu là nó coi những cái gì Mà gọi là Phật Pháp nó không có lợi ích gì đâu Để nó nó, nó, nó thối tâm Đến lúc tâm nó thối Thì bắt đầu nó, nó, nó gặp những cảnh duyên để thối tâm Còn khi cái lúc mà tâm của mình Mà nó đang hưng khở Thì quý vị, vị đều là coi những văn tự hưng khở tâm không Rõ ràng tướng do tâm sanh thế chứ ừ. Nên mình là người niệm Phật đó. Dù là người nam hay người nữ gì mình cũng rèn luyện chính mình là người phải làm sao? Phải mạnh mẽ. Ví dụ như giờ một người phụ nữ quý vị đi theo một người đàn ông đi. Người đàn ông này mạnh mẽ, người đàn ông này quyết đoán thì mình mới yên tâm mình đi theo người đàn ông này được chứ. Người đàn ông mà yếu đuối như đàn bà con gái thì quý vị nghĩ làm được cái trò gì? Dù có làm được một số việc gì đi chăng nữa Cũng là tâm lượng nhỏ thôi Làm sao phát được tâm lượng lớn Phật đã nói tâm lượng lớn phước báo mới lớn Tâm lượng nhỏ thì sao phước báo lớn được Nên tất cả quý vị phải nhớ rằng Dù đời hay đạo gì Một con người làm việc là phải có tổ chức Nếu như mà làm việc với một cái cá nhân của mình Không bao giờ quý vị phát triển được đâu Không bao giờ Và quý vị cũng không bao giờ làm được lâu dài Vì sao? vì không kết hợp được với ai cả những đức nói bảo đảm một công việc gì mà nó không có tập thể kết hợp được vậy thì quý vị không thể nào phát triển được dù có phát triển đi chăng nữa cũng làm chơi chơi thôi một ngày nào cũng bỏ cuộc thôi nên quý vị biết rằng những đức con người sống cũng có tư tưởng lắm nhưng mà để tìm một người có tư tưởng thì vô cùng là khó quý vị à tìm một người tư tưởng rất là khó Ngày xưa những đức mới vô chùa là cư sĩ Vậy mà những đức thương là lập nên một tổ chức Bên cạnh những đức lúc nào mười mấy hai chục anh em cùng Nói chuyện trò hoặc là nêu lên những tư tưởng Nên người ta mới có tổ chức Người ta mới ở trong cái tổ chức đó để sắp xếp được nội bộ chứ Còn nếu như quý vị làm việc chỉ cá nhân một mình mình Vậy thì làm sao mà tương lai quý vị làm việc được Tâm lượng này hẹp quá tâm lượng làm việc mà không có hòa thuận được với mọi người mà đi trách mọi người là thua. Mình là người nó phải có tư tưởng hơn người ta. Dù người ta chưa nghe mình đi chăng nữa người ta cũng cảm thấy phục tùng mình, vì sao? Vì mình hơn người ta thì mình chỉ đạo người ta chứ sao? Còn mình thường trách họ vậy thì mình thua rồi. Sự tu của mình mà cứ thường trách họ vậy thì làm sao lập nên một tổ chức được bất cứ khâu nào cũng vậy mình phải hiểu mình làm khâu đó mình nhìn cái tiềm năng của người đó cũng như ngày xưa những đức còn là cư sĩ mới vô chùa người vô chùa những đức nhìn tiềm năng những đức hỏi về sở học của họ họ có cái khiếu gì để những đức đề cử họ để họ không bị mai một mình làm một công việc gì cũng vậy mình cũng nhìn tiềm năng của con người để mình hỗ trợ mình giúp đỡ người ta thì cái nghề của mình nó mới phát triển được, cũng như những đức nuôi người già, những đức có thường có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ hết cho các anh em. Mong các anh em sau này nuôi người già, còn chia sẻ Phật pháp thì tất cả những điều chia sẻ Phật pháp mình đã chia sẻ mỗi ngày rồi. Những đức thường phiên những người chia sẻ Phật pháp không có gì phải sợ cả, đó là động viên tinh thần. Mình muốn cho người ta còn làm được hơn mình. Như bên kia mấy anh em ta làm được những đức vô cùng là hỗ trợ tư tưởng chưa bao giờ có tâm ganh tị Không bao giờ có cái tâm sợ Người ta làm hơn mình Rồi người ta chiếm hữu công việc của mình Không có đâu quý vị Con người có tâm như vậy thì thua rồi Anh Đại Lão và Thượng Tịnh Không Ngày nói một câu Tôi coi một quyển sách Quyển sách nào mà nói lên rằng Sách này tôi ghi ra Có bản quyền rồi Không được in ấn Và tự nên không ngài nói Quyển sách nào ghi như vậy là tôi khỏi coi Người ta bên cạnh hỏi gì sao Thì Ngài nói tâm lượng nhỏ quá coi làm gì Tâm lượng người này nhỏ quá Bỏ thời gian coi quyển sách của người này uổng công vô ích Khỏi cần coi cũng biết văn người này viết dở Vì sao? Vì tâm lượng quá nhỏ Làm sao viết văn hay Đúng không? Mình viết ra một quyển sách là mong lợi ích cho mọi người Người càng in ấn in nhiều chừng nào Thì càng lợi ích lớn chừng đấy Vì quyển sách này mình muốn lợi ích cho mọi người Nếu như in một quyển sách Ghi một quyển sách Mà để trục lợi Vậy thì tấm lượng này nhỏ quá Coi để làm gì Nhưng bây giờ nó có những cái điều Không như ý là chỗ này Có khi quyển sách của người ta Ghi chép ra Mình lại tự sửa Quyển sách Đây là cái cách làm thiếu hiểu biết không tôn trọng tác giả Phải nhớ Người ta đã ghi ra một quyển sách Là người ta có góc độ người ta Mình được quyền tham khảo và coi quyển sách Chứ không có cái chuyện mà sửa Cái quyển sách tùy tiền Hoặc là người ta làm một bộ phim Phật giáo Mình được quyền coi chứ mình không được quyền cắt tùy tiền Cái bộ phim của người ta Cắt giết rồi đã mất cái bản gốc cũ luôn nên người bây giờ cũng là do thiếu hiểu biết ngay chỗ này. Mà người ta mới có khi đưa ra bản quyền. Nhưng nếu mình đưa ra bản quyền gì trục lỡ vậy thì tâm lượng mình thua. Phải nhớ. Nên Phật pháp á, phân tách rất rõ ràng để cho chúng ta hiểu quý vị. Nên tu học làm sao tâm lượng phải rộng. Tâm lượng lớn phước báo lớn. Người tâm lượng lớn thì ít bao giờ phiền não giận hờn ai để trong tâm lắm. Người tâm lượng nhỏ thì thường giận hờn vu vơ để coi đàn bà tâm lượng nhỏ nên đụng cái gì cũng là moi móc giận hờ mình là đàn ông thì không nên như vậy phải nhớ đó phải tập tâm lượng lớn có người sống phải có tầm nhìn sâu phải có tập thể chứ đừng bao giờ lội ra khỏi tập thể mà sống cô lập thì thua rồi quý vị à? nhớ đó câu chuyện niệm phật giảng sanh để chúng ta cùng phiên nhau niệm phật giữ tính nguyện cho chắc chắn quý vị như công đoạn của ngài tăng vệ cũng là những vị niệm phật giảng sanh được lưu danh cho hậu thế những bậc này rất là phi phàm nhưng các ngài về sau đều là phát triển pháp môn thịnh độ Chuyên tin niệm Phật Nguyện đem các công đức hồi hướng cầu sanh cực lạc Khi nằm ngồi Ngài đều không dám say lưng về phương Tây Vào năm nguyên gia thứ 16 Một hôm không đau bệnh chi Ngài bỗng cho họp thân chúng Ngõ lờ từ biệt kế đó đi tắm gọi rồi đắp y lên đại điện đốt hương lễ vật đoạn chở xuống ngồi ngay ngắn nơ thuyền thọ. dây mặt về tay chắp tay mà hóa hôm ấy cả chùa đều thấy khói thơm năm sắc từ phòng ngài bay ra pháp sư thọ được sáu bảy tuổi Nghĩa là mình đọc những tấm gương niệm Phật giảng sanh Rất là nhiều à, Cái việc ra đi của các ngài mình thấy quá tự tại Cả đời các ngài niệm Phật Phiến hóa người niệm Phật Đây gọi là đại công đại đức Cũng như cái câu chuyện mà những đức thường kể mà mà Đại sư Liên Trì Lúc ngài còn trẻ, ngài qua nhà của cái người làng xóm ngài chơi. Thấy có một bà cụ già mỗi ngày niệm Phật. Thì đại sư Liên trì ngài hỏi là bà niệm Phật có lợi ích gì? Thì bà mới kể cho đại sư Liên trì lúc còn trẻ nghe rằng lúc trước khi ông nhà của bà còn sống, ông thường niệm Phật và cũng phiên bà niệm Phật. Nhưng mà bà thì không nghe nhưng sau này Đến khi mà ông sắp sửa mắt Ông đi chào tất cả mọi người Bạn bè thân hữu Xong hết ông về ông tắm Ông chắp tay Ngồi niệm Phật Và ông ra đi Từ đó về sau Thì bà mới nhận thức được Là Pháp môn tịnh độ này Niệm Phật quá thù thắng thì bà siêng năng niệm Phật Khi qua những câu chuyện này Chúng ta được nghe quý vị nhớ là Có khi mình phiên người Người ta không tin đâu Còn mình thì nếu có lòng tin Mình nên chân thật niệm Phật Thí dụ như giờ tất cả các cụ đang niệm Phật Hay là đại chúng ngoài đời mình đang niệm Phật Mình muốn phiên người ta niệm Phật người ta không tin Nghe nghe chứ người ta không tin Vậy thì bây giờ mình tin mình cố gắng mình niệm Phật cho tốt Từ hành động cuộc sống của mình sống cho thật tốt, thật vui Khi ra đi thì đi cho rất là tiêu sái Đi nhẹ nhàng, đi tự tại Mà vậy thì chắc chắn rằng là sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn Giống như mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền Khi bà sắp sửa giảng sanh Bà đòi về nhà Kêu tất cả thân bằng quyến thuộc Con cháu đến Bà mờ họ ăn Khi ăn uống xong hết Bà ngồi an từ niệm Phật giảng sanh Hiện một cái hình tướng như vậy Độ rất nhiều người Đó Vậy thì bây giờ mình cũng đừng nên gấp gáp Mình cố gắng mình niệm Phật đi Cố gắng tu cho tốt Khi ra đi mà đi tự tại thì sức độ người thân mình rất là lớn Cũng như một số cụ ở đây nè Khi các cụ đi mà tự tại Thì tức khắc Độ thân bằng quyến thuộc của các cụ rất là nhiều Nên mình cũng nên học theo những tấm gương Của các cụ Mà niệm Phật giảng sanh Hoặc là những cái câu chuyện niệm Phật giảng sanh quý vị nên mỗi buổi sáng mình đọc một hay công đoạn Những vị niệm Phật giảng sanh Nhờ cái âm đức của các ngài Mà giúp cho chúng ta tính nguyện kiên cố niệm Phật Không bao giờ mà Thối diễn bồ đề tâm tu hành của mình Nhưng Đức tin chắc rằng Những cái cách học tập này nó rất đơn giản xác thực Nhưng mà chắc chắn là nghe lâu có hiệu quả Nghe lâu có hiệu quả Tại vì sao? Vì mình để mạnh ngay cái chỗ là tính nguyện niệm Phật làm chính Và mình đọc những cái văn tự này, những vị này quá phi phàm Mà đều là phiến hóa người niệm Phật, phiến người niệm Phật Chúng ta là ai mà không niệm Phật Mình nghe viết rồi trong lòng của mình Có một chỗ nhận thức rằng là Nhiều người niệm Phật giảng sanh như vậy Thì mình niệm Phật cũng sẽ giảng sanh thôi Mình sẽ không bị một số tà thiết bài xích tịnh độ làm cho mình dao động tâm đúng không? Tại vì mình nghe những văn tự này mà những văn tự này được những bậc cao tăng khuyên dịch lại và từng đời từng đời tiếp tục truyền đến đây chúng ta chỉ cần ngồi bình tĩnh suy nghĩ thôi thì lòng tin mình đối với tịnh độ kiên cố quý vị cứ lão thật mà niệm phật nhưng đức tin chắc rằng Quý vị cho người ta bao nhiêu tiền Nó cũng không có lợi ích bằng quý vị dạy người ta Mà biết niệm Phật đó. Tại vì Niệm Phật mới là chị tặng gốc khổ đau Nhớ đó Nên phương tiện về cuộc sống Để chúng ta giới thiệu cho người khác niệm Phật Như hôm qua những đứa đang đi ngoài đường Đi tới ngã tư thường thấy có mấy người bán giấy số người ta đứng người ta mờ mua giấy số đi qua đi lại cũng thường thấy cái ông này cũng thấy ấn tượng gặp nhiều lần nó cũng có ấn tượng quý vị thì hôm qua những đức đi một mình xong rồi những đức chạy đến ngay chỗ đèn đỏ ngừng lại thì ông đến mời những đứa mua giấy số những đức lấy 10.000 tặng cho ông những Đức nói rằng Những Đức mua một tấm giấy số Mà tấm giấy số này tặng cho ông đó Kết duyên với ông Thì nó có ấn tượng Kết duyên đặc biệt Và Những Đức nói Để nay mai gì Những Đức tặng cho ông một chiếc máy nghe Pháp cho ông nghe Mừng lắm Thì chưa lại Những Đức đi đến công đoạn đó Thì cũng gặp ông Thì Những Đức bấm cửa xe Tặng cho ông một chiếc máy nghe Pháp đó là cái phương tiện Của năm mười ngàn Mà tự nhiên tặng một chiếc máy nghe Pháp Biết đâu người ta gì Người ta cầm chiếc máy nghe Pháp Người ta nghe Người ta lại biết niệm Phật Người ta bán giấy số hay gì Người ta cũng biết niệm Phật Thì đây là cứu cái huệ mạng của họ như vậy Còn năm mười ngàn hay là bao nhiêu tiền Nó chỉ là cái cuộc sống của đời này Khi thọ mạng đến thì không biết đi về đâu. Từ nơi đó mà lời của Phật của Tổ cũng dạy cứu Huệ mạng là điều thù thắng nhất. Nên quý vị lập bao nhiêu phương tiện quan trọng nhất là dạy cho người ta niệm Phật. Lúc trước những Đức nghe một nhóm Phật tử này đến gặp những Đức họ nói rằng có vị thầy này rất nổi tiếng, giảng pháp cũng nổi tiếng khi ba ông chết thì ông để ba ông nằm một mình như vậy và chuẩn bị chùa chiền được rồi mua quan tài được lo về cái ngoại cảnh hình thức thì rộng rãi lắm nhưng lúc ba nằm chết thì nằm im một mình không có một tiếng niệm phật gì hết những đức nói Vậy thì Cái việc làm của vị này Chắc chắn là vị này không phải niệm Phật Giống như tưới cây Mà tưới ngọn không tưới gốc Quý vị coi Một người biết giảng Pháp nổi tiếng Vậy mà cha chết Không có niệm một câu Phật hiệu Tại vì ngoài Pháp môn tịnh độ này Cái người gần mắt quý vị Làm gì cho họ vậy Thí dụ như không lẽ tu thiền quý vị ngồi quý vị thiền định cho họ Đi thử đi Nên pháp môn tịnh độ này Mình còn có thể niệm đến câu vật hiệu Giúp cho cái âm thanh có vật hiệu Cho cái người bệnh đau yếu đó Người ta nghe được Người ta có nơi nương tựa Người ta thấy ấm áp cõi lòng người ta quý vị Cảm thấy mình không có bị chống vắng cô đơn Nên tâm tư lúc đó người ta đỡ sợ hãi Và có một nơi cho người ta nương tựa quý vị còn cái này để nằm lạnh lẽo như vậy Nên quý vị phải nhớ rằng Phiên người niệm Phật Thì cuối cuộc đời nhất định Mình sẽ được người ta niệm Phật cho mình Còn mình Phiên người ta về lục đạo lương hồi Thì Cuối cuộc đời mình cũng đi vào lục đạo lương hồi thôi quý vị Nhớ đó Nó Từ nơi đó đó Mà có những hàng Phật tử Cư sĩ Vậy mà cuối cuộc đời người ta được hộ niệm đồ đình rang Có lợi ích lớn vô cùng Có những người tu hành Phước vẫn không bằng Cái phước vẫn không bằng Nên Chư Phật chư tổ dạy Niệm Phật là đại công đại đức Dù là một bà Cụ già niệm Phật Cũng là Thiện căn công đức thù thắng Thấy rõ ràng trước mắt Bao nhiêu bà già trong chùa Mỗi ngày được niệm Phật Khi cuối cuộc đời được người ta hộ niệm niệm Phật Khi đưa đi Thì cũng là niệm Phật rình rác 49 ngày Cả đạo tràng niệm Phật Niệm Phật mỗi ngày hồi hướng Quá thù thắng quý vị Chúng ta khi nghe như vậy Giúp cho người thù thắng nhất Là dạy người ta niệm Phật Nên những đức thường phiên rằng Bất cứ một địa phương nào Chúng ta biết được pháp môn tịnh độ thì dạy người niệm phật ở địa phương đó dùng phương tiện thù thắng nhất là chiếc máy nghe pháp hôm qua nó mới về được sáu ngàn cái máy nghe pháp v 52 kịp với dưới quan âm bồ tát nên hàng phật tử khắp nơi nơi người ta về cái người ta đặt rồi chiếc máy giọt nước đeo cổ gọn gọn nghe pháp cũng hơn một ngàn bài ở trong đó cũng mới về mấy ngàn cái rồi nay mai gì khoảng 8 ngàn hay 10 ngàn gì chiếc máy bấm số nó cũng gì kịp ngay lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm. Máy niệm Phật đeo cổ, đèn bông sen đều có về đầy đủ hết. Có nghĩa là hàng Phật tử khắp nơi nơi người ta về. Dù là người ta không cúng dường tam bảo, người ta cầm tiền đó, người ta đặt máy, người ta đem về. Người ta tặng cho chòm sớm láng riền dòng họ. Một chuyến đi chùa của mình quý vị. Xứng đáng Thật sự mà nói mình đi chùa Thì có món quà đi chùa Thí dụ như mình đi chùa Mình đặt được chiếc máy nghe Pháp Mình đem về Mình tặng cho người ở xóm mình Những người hữu duyên hoặc là Thăng bằng quyến thuộc của mình Nói hôm nay tôi đi chùa Về tặng cho anh chị Một chiếc máy nghe Pháp Đây là tấm lòng của tôi Gỡ cho anh chị Anh chị cố gắng đi làm ruộng rễ Lúc nào cũng cầm theo nghe có khi nó giải tỏa được tâm tư của anh chị Chính tôi nghe Pháp Tôi thấy tâm tư tôi nó nhẹ nhàng Mình nói vài câu cho người ta nghe Mình tặng người ta món quà quý vị Quý lắm Cũng như những đức hôm qua mà những đức Đi ngoài đường mà gặp một người bán giấy số đó, Phương tiện Mua một tấm giấy số tặng cho ông luôn Tấm giấy số Tại vì mình là người sức giá rồi. giấy số đi trúng số làm gì vậy mà cái phương tiện mua tấm vé số tặng cho ông đó Rồi bắt đầu là Tặng cho ông chiếc máy nghe Pháp Mừng vô cùng <laughs> Thấy ấn tượng đẹp Đối với người xuất gia Từ nơi đó Người ta về người ta Nghe một cái nữa người ta biết niệm Phật Đến thế gian này Đặc biệt nhất là gì? Phiên người ta biết niệm Phật quý vị à. Nếu như cả đời của mình làm được việc này Cảm thấy ý nghĩa quá Hiểu được rồi thì chẳng thật mà làm chỗ này Nên chư tổ sư đại đức Đều là những bậc học giả viên bác Nhưng cả đời đều phiến hóa người niệm Phật Đây là tấm gương mà chúng ta phải học theo Những đức đọc tiếp một câu chuyện cho vị nghe nè Huệ Sùng Huệ Sùng Đại Sư người ở lương châu thờ ngụy võ đế ngài là bậc đạo hạnh nguyên thâm được quan thượng thơ ngụy triều là hàng vạn đức tôn làm môn sư đại sư cùng danh tăng thích quyền cao mà hàng tăng tục lúc ấy mến đức xưng tụng là thế cao đồng được người đương thờ tôn trọng kính ngưỡng sao ngụy võ đế nghe lời xàm tấu của quan tư đồ thôi hạo và đạo sĩ khấu khiêm chi hạ lệnh quỷ diệt phật pháp thái tử hoảng vì thông tin trước cho chư tăng hay để trốn tránh giấu các kinh điển và pháp khí nên bị đắc tội việc ấy liên lụy đến ngài quyền cao và huệ sùng nên cả hai đều bị giam hình bấy giờ có tăng sĩ pháp đạt vốn hâm mộ đức hạnh của ngài quyền cao nghe được tin ấy tuyệt thực thương khóc mấy ngày đang lúc bi ai bỗng thấy quyền cao từ hư không bay đến pháp đạt đảnh lễ nhân hỏi ngài cùng huệ sùng đại sư hiện sanh về nơi nào quyền cao đáp ta nguyện sanh ở nơi cõi trượt để cứu độ chúng sanh hiện đã chuyển thế còn sùng công thường cầu về cực lạc nay ý nguyện cũng đạt thành nói xong liền ẩn mắt khi chúng ta nghe những công đoạn này nó có cái đặc biệt này quý vị khi mình là người có tâm quyến tu đạo Nhất là người chuyên tu tịnh độ niệm Phật Chỉ cần quý vị phát một lời nguyện Sanh ở cái quốc độ nào Thì tức khắc quý vị sẽ được tội nguyện sanh ở quốc độ đó Nhưng nếu là Bồ Tát Tái sanh để độ sanh thì quý vị dù là phát nguyện ở cái cõi trượt này như ngài Địa Tạng Bồ Tát thì được. Nhưng nếu như phàm phu của mình không biết mình từ đâu sanh đến đây mà mình cũng phát nguyện ở cõi trượt để độ sanh thì cái nguyện này sai rồi quý vị ạ. Sai. Những bậc này phi phàm chúng ta không dám học đòi theo. Nhưng ngài Huệ sùng thì thương cầu sanh cực lạc thì bạn của ngài quyền cao nói rằng nay ý nguyện cũng đạt thành à, hai người bạn một người thì phát nguyện ở cõi chuột này độ sanh thì tái sinh rồi một người thì Huệ sùng thương niệm phật cầu sanh cực lạc thì cũng đạt thành rồi nên rõ ràng Pháp môn tịnh độ Người niệm Phật Tùy giai sung mãn Chúng ta phát nguyện như thế nào Đạt sở nguyện như vậy Nhưng chỗ đặc biệt nhất Nên phát nguyện cầu sanh cực lạc Không chỉ cầu Bất cứ một cái gì ở thế gian này Chúng ta chỉ cầu sanh cực lạc Khi quý vị Niệm Phật cầu sanh cực lạc thì chúng ta thừa nguyện trở lại Quý vị muốn Ở cảnh giới như thế nào Cương vị như thế nào để độ sanh Giúp người Thì đều đạt thành sở nguyện hết Khỏi nhớ Nhưng về thế giới cực lạc rồi Chúng ta chắc chắn sẽ tiến thẳng đến khi thành Phật Không còn bị thối chuyển nữa Còn nếu như mình biết mình là Bồ Tát nào đó ở trong cõi trượt này để độ sanh như ngài địa tạng bồ tát như vậy thì quý vị muốn, phát nguyện như thế nào cũng được còn nếu như chúng ta vẫn là phàm phu mê hoặc điên đảo không biết mình từ đâu sanh đến đây vậy thì thôi quý vị nên chân thật niệm phật cầu sanh cực lạc đi những đức biết có một vị thầy này ông tâm lượng rất là lớn ông phát nguyện là làm người lái đò đưa khách qua sông và ông nguyện ở cái cõi ta bà này để mãi mãi làm ông lái đò Đưa khách sang sông Những đức hỏi ông rằng Ông có biết từ đâu Sanh đến đây hay không Ông nói không Như vậy thì Ông nên nghe lời chư Phật chư Tổ Niệm Phật cầu sanh cực lạc đi vì mình vẫn là phàm phu mê hoặc điên đạo Dù hiện tại mình đang làm được một số việc tốt Nhưng khi cơn vô thường đến với mình Vừa dứt hơ Nhập thai thì mê khi kết âm Ông đâu có tồn tại đâu Nên chỗ mà ông hướng đến Mà để độ chúng sanh đời đời kiếp kiếp Ông nên nhận thức lâu xa là nên phát nguyện sanh về thế giới cực lạc đi Tiến thẳng đến khi thành Phật Dù là về thế giới cực lạc chưa thành Phật liền Nhưng ông cũng có đủ năng lực Đủ nhân viên ông nhất định thừa nguyện Trở lại bất cứ một quốc độ nào Cũng sẽ độ sanh Như Bồ Tát như Phật Đó là năng lực của chúng sanh Ở thế giới cực lạc thù thắng như vậy đó nên chúng ta là người niệm phật quý vị nhớ phải có tâm kiên cố phải có lòng tin kiên cố phải có lòng tin đối với câu vật hiệu này rất kiên cố cả cuộc đời mình nên làm cái việc phiên người niệm phật và mình niệm phật mình niệm phật vào phiên người niệm phật quý vị biết rằng những ngày lễ viết bồ tát quán thế âm người về rất đông chúng ta nương vào cái nguyện của bồ tát quán thế âm đại từ đại bi thương yêu và giúp đỡ Chúng ta phiên họ niệm Phật Pháp môn tịnh độ đình rang Là từ nó nhân duyên Của Bồ Tát Quán Thế Âm Nhiều người biết Bồ Tát Quán Thế Âm Mà biết qua Đức Phật A Di Đà Phải nhớ Có nhiều người gặp những Đức nói Con từng tụng chú Đại Bi Niệm Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều Cuối cùng thì gặp Pháp môn tịnh độ Và chuyên sâu Niệm một câu Ai Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc Quý vị coi Trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quán Thế Âm để pho tượng của Đức Phật A Di Đà trên đỉnh đầu Tôn xưng Ngài là bậc thầy mô phạm Muốn phiến hóa chúng ta tất cả những người Biết được Bồ Tát Quán Thế Âm Nghe được danh hiệu của Ngài Thì nên niệm a di Đà Phật Về thế giới cực lạc Nhất định sẽ gặp Bồ Tát Quán Thế Âm Ở thế giới cực lạc Phải nhớ Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta tu hành Niệm Phật phải giữ lòng tin cho thật kiên cố phật pháp quý vị nghe rõ ràng cũng có kiếp nạn cũng bị những cái thời đại nghe lờ xàm tấu và hủy diệt phật pháp nhưng quý vị coi có diệt được hay không nếu như quý vị coi trong lịch sử bất cứ một vị nào diệt phật pháp thì vị đó nhất định sẽ có cái quả báo rất là thê thảm phước sạch khi chết thì chết cực kỳ là khổ đau và những người sàm tấu để diệt phật pháp thì bị coi cái kiếp nạn đến những người đó rất nặng nề rất nặng nề những đức đã coi trong lịch sử thấy rõ ràng nên chúng ta là người hưng phật pháp Giới thiệu Phật Pháp Thì đại công đại đức Cái người mà phỉ bán Phật Pháp Thì tội lỗi rất nặng Mình là người không đủ thiện căng Không tiếp nhận Phật Pháp Mình không chịu tu Người ta tu mà mình đi phỉ bán Người ta tu mà mình đi cản trở Tội lỗi này rất nặng Người ta tụng kinh lễ Phật mà mình cười chê Thì quý vì... vị Nặng nề vô cùng Người ta làm được Mình làm không được mình không làm thì thôi đừng nên cười chê tại vì người ta tụng kinh niệm phật là tốt mà nên khắp nơi nơi khi mình nghe những công đoạn này phải nhớ đó những đức từ khi gặp phật pháp tới bây giờ 11 năm những đức cũng từng làm ngoài đời 11 năm 11 năm những đức làm ngoài đời càng làm càng tệ 11 năm những đức đi tu Càng đi tu càng thấy hưng thịnh Càng đi tu càng thấy an vui Càng đi tu càng thấy sung túc Đây là những đức thấy Phật Pháp Rất rõ ràng lợi ích lớn Và ngày Chủ Nhật quý vị coi Bao nhiêu Phật tử gì đây Để nghe Pháp Môn Tịnh Độ Người nào gương mặt cũng rạng rỡ vui vẻ Có nhiều sự việc Trong nội tâm của họ vướng bận không sở được vậy mà nhờ phật pháp có thể cỡ mở được tâm tư cho họ đúng rõ ràng phật pháp cứu đời tôi khi mình nghe phật pháp rồi mỗi một người chúng ta quý vị bình tĩnh suy nghĩ lúc mình chưa hiểu phật pháp thì mình thường buồn dặn người để trong tâm mình nghe phật pháp rồi mình buồn dặn người ta để trong tâm làm gì nó có lợi ích gì đâu nhưng mà khi nghe phật pháp rồi mới hiểu cái vị nhớ đó mình nghe Phật Pháp rồi Mình là người sống trong hoàn cảnh nào Có thể hiểu được hai chữ tùy duyên quý vị Ngày xưa mình chưa nghe Phật Pháp Người ta thương mình, người ta bỏ mình Mình đau khổ muốn nhảy sông tự tử Bây giờ mình nghe Phật Pháp rồi Người ta thương mình, người ta bỏ mình Thì mình cũng tùy duyên Tại vì sao? Duyên Còn thì gặp mà duyên hết thì xa Nên hôm qua những đức Nói chuyện với một cái chú trong chùa Chú này ông thượng bên cạnh những đức Ông kể những đức nghe Ông nói trò hồi lúc trước Ông ngoài đời ông đi học Ông quen nhỏ bạn gái này Nhỏ này bỏ ông Ông khóc sướt mướt Ông nói bây giờ nhớ lại mắc cỡ ghê Con trai gì đâu mà khóc kỳ cục Những đức nói Tại giờ mình biết tu rồi chú mới nói vậy thôi Tại vì mình biết tu mình hiểu định lực nhân quả Nên tâm mình nó mạnh mẽ Đúng không? Chứ không biết tu rồi Bị bỏ rơi rất đau khổ Thì quý vị thấy Phật Pháp cho chúng ta một sự mạnh mẽ Cho chúng ta một góc độ nhận thức Chúng ta đến khỏi đời này Bất cứ một cái nhân duyên gì Cũng từng có nhân có quả của nó Nên con người sống đặc biệt nhất là mỗi ngày Sống có niềm vui từ Pháp vị sống cuộc đời có ý nghĩa rất là đặc biệt nhất nên những đức nói rằng tất cả người trong chùa này tất cả những gì những đức chia sẻ đều chia sẻ hết rồi đó những gì hướng dẫn đều hướng dẫn hết rồi nên cái người trong chùa này mà họ không ở nữa mà họ nói họ đi những đức nói được đi, đi 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 rồi thì cũng như chúng ta đã hết duyên rồi đó vì sao vì những gì chia sẻ tôi đã chia sẻ hết rồi những gì cần nói tôi đã nói quá nhiều rồi tôi cũng không còn lời gì để phiên nữa cả những Đức đã phân tách rất rõ ràng Từ cái lợi hại của nó Và xác thực từ chính mình Khi chưa học Phật Luôn luôn đi sâu vào cái chỗ sai lầm Học Phật rồi càng ngày càng thấy lợi ích Và đã nêu từ lời chư Phật chư Tổ Những sự lợi ích của Pháp môn tịnh độ và Phật Pháp Họ đều nghe hết rồi Họ không tiếp nhận, họ muốn chạy ra ngoài đời Như vậy thì chúng ta phiên gì nữa quý vị không còn phiên được gì nữa hết Nên tất cả người trong chùa này Khi họ không tu họ chỉ cần nói Họ đi, những đứa nói được đi đi Vì sao? Duyên đủ thì gặp Duyên hết thì xa Nhưng làm sao Mà khi tiếp nhận được Phật Pháp Sống ở đâu cũng sống cho thật là tốt Cũng không đến nỗi tệ Nên quý vị phải nhớ rằng Phật Pháp Là quý giá nhất Bỏ Phật Pháp thì cuộc đời của bạn vô nghĩa Vô nghĩa Nhưng Đức tin chắc 100% Nên tất cả những người khổ đau cỡ nào Gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ này Quý vị là con người Gặp được Báo vật rồi đó Nên cố gắng nắm bắt cho chắc chân thật mà niệm Phật Sống cho thật là tốt Sống cho có ý nghĩa Khi bỏ báo thân này Chúng ta đều phát nguyện Hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị Dạ ai đạo Phật. nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về Can